Chào cả nhà trở lại. Dọn nhà để có phong thủy tốt. Đầu tiên, tiền tài không vào cửa dơ bẩn. Theo lý luận phong thủy lý khí, vào năm 2024, tại hướng đông có thủy là có tài. Vào năm 2025, tại đông nam có thủy, có hồ nước sẽ có tài lộc bất ngờ. Nhưng thực tế cần kết hợp với vận khí và ánh sáng của ngôi nhà. Cổ nhân có câu, tiền tài không vào cửa bẩn, phúc không dưỡng người lười. Cửa khí là nơi đón khí cả ngôi nhà, dơ bẩn ngay từ cửa khí không thể có tiền tài ăn ổn. Tiền nếu có được cũng kèm theo phiền phức. Cửa khí ngôi nhà cũng như miệng của chúng ta ăn gì có lợi cho thân. Nói gì là phước từ miệng, nên nói bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Không những cửa khí dơ bẩn, da dép chất chứa quá nhiều, để đầy cả cửa. Cả ngôi nhà thiếu dọn dẹp vệ sinh, thiếu sự ngăn nắp. Một ngôi nhà có vệ sinh kém, lại thiếu ánh sáng sẽ cản trở phong thủy tốt. Tất cả ngôi nhà nhận được là sự suy khí, tà khí. Và đặc biệt, những năm có sao nhị hắc hoặc ngũ hoàng bay vào, nơi mất vệ sinh, nhiều tạp vật là sự chiêu cảm linh giới cho hai sao hung tinh bay vào. Phong thủy nhà ở, muốn có phong thủy tốt, tài vận tốt, yếu tố cần là ngôi nhà sạch sẽ, không khí trong lành, ánh sáng đủ. Vì thế cần gia chủ thường xuyên lau dọn nhà cửa sạch sẽ, đón khí tươi mới, ví như mỗi ngày ta tắm gội. Nhà sạch, tâm an, thân khỏe, nhà cửa có sự gọn gàng sạch sẽ nhất định là một loại phong thủy tốt. Khải Toàn khuyến thiện chư vị nên xem lại không gian sống của chính mình. Tài vận trong vận chính. Vận chính cửu tử hành hỏa, nơi có cửu tử nhập cung theo huyền không phi tinh là nơi vượng khí. Trong một thành phố, nam có núi, bắc có thủy là thành phố vượng khí. Vào 2024 tại Tây Nam nên có hỏa, vào năm 2025 tại Đông cũng như thế. Có hỏa là màu đỏ, tranh ngựa, thảm đỏ, những gì thuộc nhiệt. Tuy nhiên, lý khí không thể công dụng khi thiếu đi loan đầu. Loan đầu là hình thể, cảm nhận từ mắt, tai, mũi. Phong thủy loan đầu thực tế nhất chính là sự sạch sẽ gọn gàng trong ngôi nhà. Sạch sẽ từ cửa khí, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh, toàn bộ ngôi nhà cần sự sạch sẽ nhất định, vì tài không vào cửa dơ bẩn. Chư vị có thể chưa am hiểu phong thủy chuyên sâu, nhưng hoàn toàn có thể áp dụng phong thủy đơn giản, vẫn mang lại hiệu quả rất tích cực. Đừng nghĩ rằng phong thủy là một thứ mê hoặc, phong thủy là từ trường trong môi trường sống. Đã là môi trường sống, cần trong lành dễ chịu, đó là phong thủy tốt. Chính vì tài lộc không vào cửa dơ bẩn, có người cố gắng mãi vẫn không thể vực dậy công việc, vì mãi tìm những thứ cao siêu, nào là phong thủy, nào là cầu thần, trong khi bản thân và nơi sống thiếu đi sự sạch sẽ. Một vị gia chủ ở miền Trung mời Khải Toàn đến xem, hôm anh lái ô tô rước từ sân bay, chiếc ô tô chất đầy đồ đạc và bốc mùi. Khi về đến nhà cũng như thế, nhà thiếu gọn gàng, đồ đạc ngủ ngang không dọn, mùi ẩm thấp, bàn thờ thiếu sự trang nghiêm. Thật lòng mà nói, không dọn dẹp nhà cửa không có cơ hội thay đổi phong thủy. Khải Toàn đã khuyên rất nhiều. Dù quẻ nhà của chư vị ở vận 8 hay vận 9, đó là theo lý khí. Phong thủy lý khí tính toán tốt xấu ngôi nhà trong vòng 20 năm hoặc hơn. Nhưng vô nghĩa nếu không kết hợp với phong thủy loan đầu, thông qua sự sạch sẽ, bài trí đồ vật, phương vị ngồi nằm của mỗi ngày. Ví dụ vào năm 2025 tại hướng đông trong ngôi nhà, đặt một vật thuộc mộc hoặc hỏa sẽ gia tăng may mắn và tài lộc. Nhưng nhất định cả ngôi nhà cần thường xuyên dọn sạch sẽ để không khí lưu thông. Tài lộc không vào nhà bẩn. Nhà mà quá bừa bộn, tâm trạng sẽ không thoải mái ăn vui mỗi khi về nhà. Tài sạch tâm vui. Tài sạch là tiền kiếm được từ công sức chính đáng. Tài lộc được lưu trữ trong ngôi nhà sạch sẽ, tâm tự an vui. Tài sạch còn gọi là tịnh tài. Tịnh là thanh tịnh, là an hòa. Tiền tài này có được vất vả nhưng rất trân quý và không dễ thất thoát. Một ngôi nhà có được tiền của, giữ được tiền của, nhưng tâm thái gia chủ có an vui hay không còn phải xem lại từ trường của ngôi nhà. Ngôi nhà sạch sẽ, đủ ánh sáng, tâm gia chủ rộng mở, đây chính là ngôi nhà vượng khí. Ngược lại, một ngôi nhà thiếu sinh khí,
vì đồ đạc chất chứa quá nhiều, lâu ngày không dọn dẹp nhà cửa. Dù có tài nhiều nhưng tâm thân sẽ nhược. Khi đồ đạc quá nhiều ảnh hưởng đến sự thoải mái và mắt nhìn, gây bức bối khó chịu mỗi khi về nhà. Đồ đạc nhiều còn ảnh hưởng đến sự lưu thông của không khí, càng hại hơn khi sinh ra vi khuẩn, sự ẩm thấp, sinh ra bệnh ở thân. Người bình thường ở quen trong nhà sẽ không nhận ra, trừ khi có người lạ vào cảm nhận ngay. Đây chính là một loại phong thủy kém. Nhà có tiền nhưng tâm thân không an ổn, không còn nhiều ý nghĩa. Tài sạch là tiền kiếm được hợp pháp, được giữ trong ngôi nhà sinh khí của người gia chủ tâm lượng rộng mở, đang vượng khí. Khi ấy, phong thủy mới mang lại tác dụng. Tích tài tán đạo. Tiền tài không thể để lâu một chỗ, đó là họa không phải phúc, nên cổ nhân nói tích tài tán đạo. Tài lộc tiền bạc, khi mà tích quá nhiều, đạo làm người sẽ suy yếu. Ví như nước sạch để lâu ngày trong một chiếc chậu, không được lưu thông, sẽ thành nước bẩn, sẽ sinh vi khuẩn. Tài lộc có được nên được lưu thông, nên được dùng vào việc chính đáng, đầu tư hợp pháp và cả thiện nguyện, giúp những nơi cần giúp. Có như thế mới lưu thông, thì tiền của cứ vào và ra trong mong muốn của gia chủ, tâm thân gia chủ lại an vui. Nếu chư vị nghĩ rằng tiền bạc làm cực khổ có được, phải để dành càng nhiều càng tốt. Khải Toàn xin thưa, phước tài lộc có thể thấy trong sinh thần bát tự. Đời này mệnh có tiền, làm gì cũng dễ hơn người khác. Mệnh không có cái nhân tài phú, cả đời vất vả cũng không có được tiền. Có được thừa hưởng cũng không dùng được. Một vị giàu có bảo với Khải Toàn, năm này em làm ăn kém, thất thoát nhiều, không hiểu vì sao. Khải Toàn xem vận mệnh của anh và hồi đáp, như thế là anh còn may. Thay vì anh mang họa về người, đằng này anh chỉ mang họa về tiền. Mà tiền bạc anh so sánh như thế là do mê lầm. Anh so sánh với thời kinh tế tốt với thời nay là không hợp tình. Tiền bạc của cải không thể chất chứa mãi, đó là họa không phải phúc, nên nói tích tài tán đạo. Kinh Phật ghi, tiền bạc là của năm nhà, không bị chính quyền thì bị trộm cướp, không trộm cướp thì gặp nạn hỏa, không nạn hỏa thì nạn thủy, và cuối cùng không nạn cướp hỏa thủy thì con hư phá gia bại sản. Một cô lớn tuổi ngoài 60 tuổi rất thương tiền, cả đời tiết kiệm làm việc vất vả, ngay cả cái ăn không dám ăn, ăn không dám ăn ngon, cái mặc thì mặc đơn giản. Chỉ biết tích chứa rất nhiều tiền tài, trong tâm nghĩ rằng tích tiền của cho con cháu cho mai sau. Vào một thời gian nọ, bị người hùng hạp làm ăn lừa mất tiền, kiện tụng, mất hơn 10 tỷ. Cô vô cùng đau khổ, mất ăn mất ngủ, gầy đi rất nhiều nhưng tâm trạng vẫn không thể quên được. Xem ra mệnh cô vốn như thế, cô đang trong 10 năm đại vận không họa tài sản thì họa thân. Nếu cô nghĩ rằng tích tiền tài cho con cái, càng sai lầm hơn. Phải chăng cô đến thế gian này làm người canh giữ tiền bạc cho người khác? Cuộc sống không phải vì mình. Dù lúc cô có nhiều tiền, đến lúc cô mất hết tiền, khi ngủ cô chẳng thể nào mang theo một chút tiền nào cả. Cái gọi là tiền bạc tài sản không thể mang theo vào giấc ngủ. Nhưng chắc rằng khi cô ngủ và cô tái sinh, cô có thể mang theo, đó chính là nghiệp, là những hạt giống phiền não vì tiền bạc. Nghĩ như thế thật đau lòng. Vì thế, tiền nếu tích trữ nên lưu thông. Dùng thế nào tùy tâm ý mỗi người. Đừng để nó chiếm hết tâm trí của ta, để giữ cho mình đạo làm người. Tích phúc tài tự đến. Mệnh không có cái nhân tài phú, cả đời vất vả, may mắn có chút tiền. Có người dù siêng năng ngày đêm, dù tài giỏi vẫn không kiếm được tiền, vẫn không thành công trong cuộc sống. Có người khác dáng vẻ không thông minh tài giỏi, nhưng làm gì cũng may mắn, luôn gặp quý nhân. Vậy cái họa phúc ấy từ đâu ra? Từ chính sinh thần bát tự của mỗi người. Ngày giờ sinh mỗi người đời này là quả, sự tạo tác đời trước là nhân. Ta không thấy biết vì ta không có thiên nhãn thông.
trong cả ngàn người Khải Toàn đã xem qua, vận khí không sai lệch. Người ta đoán được vận mạng của chính mình vì mình sinh ra ngày tháng năm giờ ấy, ở vùng ấy họ tên như thế. Nếu có sai biệt, do chính mỗi người tạo tác quá nhiều điều ác hoặc là quá nhiều phước báo. Vì thế, đừng mong giàu có nếu trong mệnh của mình không có cái nhân tài phú. Nếu mong đủ ăn, đủ mặc, đủ trang trải cuộc sống, hãy tu sửa tâm tánh, lìa ác tu thiện, tích công bồi đức. Tu sửa hành thiện là con đường duy nhất mang lại phước báo cho hậu vận. Bởi vậy nên nói, tích phúc tài tự đến. Người biết tích phúc là người trì giới, bố thí, nhẫn nhục. Trì giới là giữ đạo làm người, không hại người dù chỉ là lời nói bất thiện. Bố thí là cho đi, cho cả cái tâm cảm thông, cho cả tấm lòng. Nhẫn nhục là kính người, kính mình, hạ đi chấp ngã, tự mình an vui. Người bố thí trì giới nhẫn nhục trong gia đình và ngoài xã hội là người tích công bồi đức. Tiền tài tự đến. Vì gia đạo được an hòa, trong công việc được thiện tri thức quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp hanh thông. Như thế nào là nhà có phong thủy tốt? Chư vị hãy nghiệm lại xem, nghiệm bản thân và những người xung quanh khi có vận khí tốt. Có phải sống trong gia đình an hòa, tâm rộng mở, nhà cửa sạch sẽ đủ ánh sáng, không so đo tính toán với người, tâm rộng mở không sân giận? Tất thảy điều ấy là phong thủy tốt. Có rất nhiều điều kiện cho một ngôi nhà có phong thủy tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là không gian sống của chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, tươi mát, ánh sáng đủ. Nếu nhà cửa chất chứa quá nhiều đồ đạc, ít lau dọn, thường xuyên có phong thủy kém, tinh thần kém, sức khỏe sa sút. Vì thế Khải Toàn khuyên mọi người nên thường xuyên dọn dẹp nhà cửa để đón không khí trong lành. Có thể xông tinh dầu, đốt nến thơm, dùng thảo mộc xông nhà để tẩy uế khí trong nhà. Nhà sạch sẽ thì mắt nhìn không bị chướng, tâm không bực bội. Có một vị vận khí suy, công việc trở ngại, lại không muốn về nhà của mình vì nhà cửa của anh rất bừa bộn, càng làm cho tâm trạng thêm u uất. Ngôi nhà như thế không thể có sinh khí. Nhà có phong thủy tốt rất đơn giản, chỉ gớm gọn trong, không gian sống trong lành, tâm người trong nhà bao dung bác ái. Được như thế, có thể mời thầy phong thủy đến mới có tác dụng. Còn không, thì dù có gặp thầy phong thủy giỏi cũng không tác dụng là bao. Ví như, bộ đồ mới đẹp thơm tho được khoác lên một thân thể lâu ngày không tắm gội, mang thêm tâm trạng phiền não, bộ trang phục ấy không hề có tác dụng. Theo lý luận trong năm 2025, tại hướng đông nên có hỏa, hướng đông nam nên có thủy, nhà sẽ thêm sinh khí, vận may tinh vui. Tuy nhiên cần điều kiện ngôi nhà phải sạch sẽ, vì tiền không vào cửa bẩn. Để không gian sống trong lành, cần những người sống trong nhà thường xuyên dọn dẹp. Siêng hay lười còn tùy vào nghiệp, cái nghiệp là những thói quen đã tích lũy từ lâu trong quá khứ. Để tâm người trong nhà luôn bao dung bác ái, luôn mở rộng bố thí, Khải Toàn chân thành khuyên chư vị nghe giảng giải kinh Phật. Khi hiểu lý, tâm sẽ rộng mở, có thể xoay chuyển từ trường xung quanh. Ngược lại, tâm chưa rộng mở, bị từ trường ngôi nhà chi phối. Dọn nhà cửa để có phong thủy tốt. Dọn hẳn vào một ngôi nhà mới, từ trường mới, được như thế còn gì bằng. Nhưng khi chưa đủ duyên có nhà mới, hãy quyết tâm thường xuyên dọn dẹp lại chính ngôi nhà mình đang ở, thanh tẩy không gian sống, đón không khí trong lành, được như thế sẽ có phong thủy tốt về môi trường. Tâm ý cởi mở, bao dung, cảm thông là phong thủy tốt bên trong, trong ngoài an ổn sẽ chuyển hóa ngôi nhà thành mảnh đất phước. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.